Okay. Yeah. Dia vindi, hela nyacha sapalo mwetu okay. Kwata. Koloka tozi yora. Mm-hmm. Palo kwenda kwa igreja oko. Oko tukachinga manuvosi. Ocho kambate onjeke yove yoluoso. Okay. Jami msingu kili. Okay. Echi wenda te wambata vopa pelo ya chuei. Okay. Ocho wakali mbuke onu umeru londuko. Okay. Ah. Sene ntakuwa kwa kai... aki numero. Yeah. Sene ntakuwa kwa. Yeah. Okay. Kai kanye lele. Okay. Yeah. Oikuwa tamu echi wate helanya. Okay. Yeah. Bây giờ là sáu mấy sáu mọi người nha. Anh em mình đã xong nhà số 65 rồi nha mọi người. Giờ anh em mình vào nhà số 66. Gia đình số 66. Ok. Qua đây lên. Qua đây. Dạ dạ. Qua đây lên. Đây ăn thì có ăn đây này. Bột ngô với lá sẵn nha mọi người. Sẵn này. Lá sẵn này dã này, như Việt Nam mình là xay này. Đấy ăn bột ngô. Lá sẵn này non. Ya, esse papel aqui é para guardar. Até no dia 20, dia 20 deste mês, às 14 horas, para nos encontrar lá na igreja, essa igreja aqui, yeah, vai ter o teu saco de arroz. E quando vai, também tem que levar esse papel, para você controlar o teu nome e o teu número. Número Betel, depois quando nós chamamos, número 66, nome Suzana. Suzana. Tá bem. Sim. Yeah? Obrigado. Ok. Só de casa. Ok. Yeah, esse papel aqui para guardar bem. Sim. Até dia 20. Chega do irmão. Dia 20 deste mês mesmo. É depois da manhã, né? Sim. Sim. É, às 14 horas. Para nos encontrar na missão, na igreja. Sim. Na missão. Yeah. Vai ter lá o teu arroz, o teu saco de arroz. Mas quando você vai lá, tem que levar também o papel. Para ver bem o número. Sim. E o nome. Não. Sim. Deixa perder. Sim. Yeah. Mình cũng anh em mình cũng nói để là các bạn biết luôn, anh em mình cũng có thể là gọi tất cả người dân đến là mình phát quà tại chỗ cũng được. Đây anh em mình muốn là đi đến là thực tế nhà dân đấy để xem là thực tế về nhà nào khó khăn thì anh em mình hỗ trợ thôi. Còn là mà gọi đến thì nhiều khi mỗi nhà 2-3 người đến này thì cái số lương thực anh em mình để cấp mà không đủ. Người Hàn mà gọi đến thì cũng không bằng nhà có nhà không, nhà có nhà không, mà số người anh em mình không biết, 5 nhà 2-3 người đến là mỗi nhà một bao là thôi. Đi nhà cả. Nhà đi phải. Número que? 68 này. Ừ, 68. Phát lộc phát tài. Phát lộc. Ngoài luôn đi, lên đâu. Dạ. Mana, esse papel aqui. Dạ, bây giờ bây. Dạ, có dois mãos. Assim, tipo assim. Dạ. Assim mesmo. Dạ. Dạ. Esse papel aqui é para guardar até dia 20 deste mês. É depois da manhã, né? Às 14 horas, dia 20, às 14 horas. Vamos lá na, vai lá na missão, na igreja, para ir receber o teu saco de arroz. Yeah. Às 14 horas, yeah. Dia 20 deste mês aqui. Yeah. Muito bem. Agora, o chinês, o papel é o que quatro chubamães? O que quatro chubamães da puta? Dia 20, é mesmo depois da manhã, dia 20, né? É sábado. Yeah. Sábado. Às 14 horas. É 14 horas? Yeah. Para ir lá na igreja da missão. Com este papel, vai receber o teu saco de arroz. Mas só se levar, esse papel aí, para ver o teu número e o teu nome. Yeah. Não pode deixar, perder. Yeah. É o sábado, vai lá na igreja católica, São Anga. Nói chung là người dân rất là, gọi là anh em mình nói là thứ bảy đến đây gạo, người dân rất là cảm động như mọi người. Yeah. Và thể hiện một sự là biết ơn đấy. Yeah. Đúng không? Número 70. 70. Dạ. Lớn lên lên. Dạ, o papel aí vamos render ti. Para hoje quarta até dia 20. Dois mãos. Aí. Dạ. Dạ, pega dois mãos, assim. Sim. Dạ. Dia 20, o Renanha mãe depois, tia São Paulo, dia 20. Colo 14 horas, 8 tocar assim com a igreja, comissão. O catambolão onde é que eu vejo o osso. E a 25 quilos. Já. Já. Bebe essa, bebe comida. Sim, sim. Já. Sim. Tchau. Já, tchau, mano. Aqui, né? Ok. Mano, o quarto papel é aí. E quarto no outro, mano, domingo, vai estar. Já, o papel é aí. E quarto até relanha, já está palo. Dia 20, colo 14 horas. Wenda kwa igreja, ocho kambate, osincheke yove yoluoso. Ya, masi echi wenda te wambato papelwei, kaika nyelele. Ya. Ocho wakalimbuko numeru, londuko yove. Ya. Ya, baka milikaya kwa londuko, wosio kwete papelu wambata. Ya. Ya, ya, ya.
Có đa bên, em sẽ bên đều, có mình đa bên đều. Dạ. 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 Quá tận nút papel ở chỗ mà nút đường ngoài đây là chỗ nào? Dạ, để cái xem nhau. Ví dụ cái này ở papel ở Yamai, ở quá tận thế Colombia 20, hay là nhầm người ta sắp vào. Dạ, Colo 14 giờ là tôi xin ngồi cái iglesia, ở ở đó tôi xin ngồi với vợ si, ở cái tempo là ông chơi cái lúa số, gia đình xin phục kêu. Mà cái này, ấy chú em đã, tôi vẫn bắt đầu papel ở chỗ ấy. Nang gom ya. Ame opapeloi tewa ikwata chiwa. Ya andi kwata ndoto choto nexio konto to isi. Opapeloi tewa ikwata chiwa te chasapalo. Ya. Chasapalo kolokato ziora mai wendoko la bakwa basa semihwale ko igresa. Ko misango ko igresa. Oko katambula ntoko yawe yolwoso. Ya 25 kilo. Isu ama ikwata ndoto opapeloi ocho ocho. Esse papel aqui é depois da manhã, sábado, dia 20, às 14 horas. A mana vai lá na igreja missão. Sim. Todo mundo vamos nos encontrar lá para buscar o saco de arroz. Sim. E quando vai lá, também tem que levar esse papel para você ver o teu número e o teu nome. Sim. Yeah. Não pode perder. Ah. Yeah. Yeah. Ok, só isso. Sim. Yeah. Alô, alô. Ok, ok, mana, pega esse papel assim. Não, não. Essa cara assim. Aqui, mostra aí no que na câmera. Uhum. E esse papel aqui é para pegar bem até depois da manhã, sábado, já? Yeah? Uhum. Depois da manhã, sábado, uhum. A mana às 14 horas. Tá ouvindo? Entendeu? Tô. Yeah. Às 14 horas vai lá no que? Na igreja, a gente está o saco de arroz. Uhum. Então, quando você vai lá, tem que levar também esse papel para ver o número e o teu nome. Tá bem. Então, não pode perder. Se perder, perde também. Perdi mesmo. Yeah. Ah. Tá bom. Ok. Ok. Yeah, pega assim o papel para olhar aqui. Dois não. Yeah, com duas mãos assim. Assim? Yeah, pode. Ok, esse papel aqui vai pegar até depois da manhã. Guardar até depois da manhã, sábado. Quando chegar sábado, às 14 horas, vamos nos encontrar lá na igreja. Sim. E na missão, para buscar o teu saco de arroz. Tá. Mas tem que levar também esse papel aí, tá, para te identificar que é verdade. Se não levar, não tem como saber. Yeah. Yeah. É só meter bem para não perder. Tá bem. Yeah, yeah. Sim. Yeah. Bom dia, bom dia. Bom dia, senhor. 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 Nhà ba này là ở một mình hay? Dạ. Ở một mình, đúng không? Ở một mình không có quán chảo gì cả, đúng không? Quán chảo đi cả lên nhà rồi chứ nào. Dạ. Mama, essa carta para pegar bem até no dia 20, às 14 horas, lá na igreja da missão, para receber o teu prêmio, que é o saco de arroz. Então, quando a mamãe vai lá, leva contigo essa carta. Sim. Depois eu paro. Aqui. Sim, sim. 78, não. Chama. Número 78, mais Sara. Mais Sara. Mais Sara. Mais Sara. Mais Sara. Mais Sara. Nói chung là anh em mình nhìn những nhà nào mà hoàn cảnh lắm thì anh em mình mới đến phát thẻ để nhận gạo thôi nha mọi người. Chứ không phải là có những nhà mà cũng có rất là nhiều nhà mà người dân, nhưng mà anh em mình nhìn vào nhà. Essa aqui, essa carta é para pegar bem até no dia 20, às 14 horas, lá na igreja da missão, para receber o teu prêmio, que é o saco de arroz. E quando a mana vai lá, leva contigo essa carta. Tem número e tem nome. Já bài tin xong rồi, bây giờ sẽ đi 80. Anh mình sẽ làm rất nhanh để về con đi mua gạo đấy mọi người nha. Hôm qua là của cái chân. Này rồi. Muốn sao mày rất là nghèo và nhiều trẻ em này. Đi nhá. Bắn đi, bắn đi. 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 Bắn đi.
lên đó rồi nói luôn địa điểm cho họ đi. Mà là ở papel ở ese papel ahí para pegar bien hasta las 14 horas día 20 no sábado. Ya, a las 14 horas día 20 no sábado. Lá na igreja da missão. Amanhã vai aparecer com esse papel ali para receber outro prêmio, que eu sou o de arroz. Mas tem que levar esse papel para não perder. Vamos ali, nha, tá muito. Ô, trẻ em đâu đây nhiêu ơi? Ya, assim vamos já está. Ya, ya. Yeah. Ngoài luôn về ra đi. Dạ mama. Ờ papel ahí para que cuenta chiwa. Ya con el día 20 ya se paró. Pero 14 horas cuenta con mi sao. Fue que ya o copa o lo hace. Dice que yo lo hace para mai. Ya, es si cuenta que tengo ambas tengo papel ya choy. Ocho va a catar a ondo con ya mai lo número. Ya. Una que te cae pondo lo cuñelela. Ya. Eh, vaya la ña. Ah, tam mai hai mọi người nha. À sao cái đây giờ? Đi à, ở đây là ngoài. Đấy, lên đâu này, nhà đây có con em đẹp này. Đẹp, đẹp, dạ, yeah, phải cho gạo nhanh. Phải cho gạo nhanh chứ. Dạ. Yeah. Hào sắc thế. Quên, quên tên thôi. Dạ, Alice. Alice. Dạ. Bye bye, cô thôi á. Nhà này là có hai em này, nhà là bố mẹ không có nhà nha mọi người. Thì anh em mình nhìn nhà này. Đấy là hoàn cảnh là anh em mình tặng gạo nhá. Rồi luôn đi đâu. Alice. Essa carta aqui é para pegar bem até no dia 26, no dia 20, às 14 horas, lá na missão. No sábado. Então lá vai ter outro prêmio. Aí, para você. Ai, me gosta, não? Então, com calma, né? Estou com calma. Pega dois mãos. Entendeu, né? Para não perder até lá. Se perder, você não tem nada de que vai levar. Por favor, dê um sorriso aí. Dê 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 aí. Yeah. Đây, trắng này giữ được. Đây là vào nhà tiếp theo là nhà 83 mọi người nha. Rồi lên đâu nói luôn đi. Dạ, mana. Esse papel aqui é para pegar bem até sim. Dia 20 às 14 horas lá na missão. Tá bem. Já, onde vai ter outro prêmio, um saco de arroz para mana. Tá bem. Quando a mana vai também tem que levar esse papel. Tá bem. Para não perder. Tá bem. Tá bom, tem nome, tem número. Tá bem. Muito bem. Muito obrigada. Sim, senhor. Sim. Nha, tá bara sao? Lá đi đến nha, 84. Dạ. Đây là nhà số 84. Đến đâu nói luôn đi. Dạ. À bố. Ondo papel ahí o cuenta cuánta chiwa lo que ya sapalo era ya muy con el día 20 con los 14 yo lo cuenta con iglesia comisión o con catambulo o luoso onde que yo lo uso para vos ewa ewa oye chiwenda te van a dar un carta a cachuaca que cañelele ewa 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 ahí vaya se di tiếp tục nha 85 ya aquí está también ya ya muy mal muy mal muy mal ya muy mal ya se va a pasar así ya. Yeah, esse cartão aqui, meu irmão, até dia 20, no sábado, às 14 horas, vamos encontrar lá na missão, para ir com outro prêmio, um soco de arroz. E yeah, vamos passar lá, também aqui levar esse cartão para você. E já passamos, vamos ver também. Yeah. Yeah. Aí, 85 lá, chão lá, mọi người, nha. Aí, bem, bây giờ lá, nha, 86, mọi người, nha. O nome, mano? Né? Aí, nói nele, não. E yeah, mano, essa carta aqui vai ficar contigo. Até... Dois mãos, dois mãos. Yeah, pega assim, já. Yeah. Essa carta fica contigo até sábado, dia 20, às 14 horas. Vamos nos encontrar lá na missão, na igreja, para receber a tua oferta, que é saco de arroz. Mas quando vai lá, também tem que levar essa carta. Para aí te chamar o teu número e o teu nome. Sim. Yeah. Muito bom. Bây giờ đến nhà thứ 87. Bây giờ đến nhà 87. Sim. Vamos. Sim. Tudo bem? Obrigada. Vai ficar embaixo, já. Bây giờ anh em mình bây giờ anh em mình vào hộ thứ 87 nhé mọi người. 87. Nhưng mà cũng là hoàn cảnh ấy.
Ở lên đâu nói đó đi. Dạ, mana essa carta é uma aí, é para dar no sábado, dia 20, às 14 horas lá na missão, para receber o teu prêmio que essa com de arroz, 25 €. Mas quando a mana vai também tem que levar esse cartão. Tá bem. Para não perder, para reconhecer o teu número e o teu nome. Tá bem. Dạ. Sim. Dạ. Đây nha, 87 là xong, bây giờ 88. 88. Dạ. Dạ. Tá bem. Ok. Bây giờ sẽ đến số 88. 88. Bon dia, bon dia. Sẽ sắp bon dia. Bon dia. Nhà toàn nhà đất. Chị cái gì còn? Ok. Anh gì? Dạ. Dạ. Anh em. Dạ. Ok. Tôi nói vậy đi. Để ngay nhận luôn đấy. Dạ. Có gì sẽ phải là gì? Em là phi công tiếp. Dạ. Dạ. Đôi mỏng, đôi mỏng. Đôi mỏng xí. Có đôi mỏng thì là nụ kề. Nụ kề. Vinh thì là nụ kề. Nam mỹ sao? Đấy, tạm tạm thôi mọi người nha. Bây giờ sẽ đi người nha, tạm tin. Tạm tin. Okay. Yeah, nhá. Đấy, đây là nha, số 89 mọi người nha. Đây là số 89 với tôi nói là nó. Dạ dạ, S thì ok. Dạ, các bố sẽ mong bật ra, tôi mong bật thì dạ, các nụ mà. Dạ, dạ. Dạ, 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 dạ. Đấy, 89 là được trao cho chủ nhân thứ 89 thôi. Bây giờ sẽ đi tiếp số 90 cho mọi người nhé. Dạ. Đấy, nhà thứ 90 mọi người nhé. Nhà đi thì cùng tạm trao nhưng mà đóng con. Đúng con. Con nhiều, con nịt nhiều. Xí xí. Ừ. Đây gần 2-3 đứa nữa. Dạ, nó thích cái gì? Đi vào, José. José Teo. Ok. Đấy, đây là số 90. Rồi, lên đâu nói luôn. Dạ. Ấy sẽ coi số ấy, bà cuối đa bên. Cảm ơn. Đôi màu. Chào 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 chào. Đấy, đã xong số 90 rồi mọi người nhé. Từ đó cũng nặng rồi. Bây giờ đi tiếp con có ít nữa đấy, con có 10 phiếu. Bây giờ sẽ đi số 91. Dạ. Cảm ơn. Sì, sì. Đây, bên này cũng có một nhà luôn. Sang đây luôn. Bên này nha, bên này. Đây là số 91. Đi đâu nói đi. Dạ, esse coisa aqui é para cuidar bem, já. Depois o papai já vai te falar como é que é. Sim. Dạ, dois mãos. Dạ, số 91 đã xong. Dạ. Nắng quá, cháy hết da rồi. Dạ, dạ. Mất hết nhãn sắc đây. Dạ. Nhưng mà dân vui là được rồi, dân vui là được rồi. Thế bây giờ sẽ đi số 92. Dạ, dạ, eso đâu có tụ quan sao con ngồi cho tôi có phải mang quay tụi cho ở chỉ là chỉ chỉ cả chỉ tụi dạ cái cái mà có con ngồi nhắm mắt đây là 92 đây được trao cho chủ nhân rồi mọi người nha. Còn 8 nhà nữa 9 hay 8 1 2 92 với 108 6 7 8 nha 8 nhà nữa. Ok, bây giờ đi tiếp nha, thôi 93. Dạ dạ. Dạ. Con ta đi. Dạ. Essa carta aqui é para pegar bem, né? Tem dia 20, sábado, né? Às 14 horas você vai lá na igreja Missão. É onde todos vamos nos encontrar lá. Vai buscar a tua oferta. Um saco de arroz de 25 kg. Mas você tem que levar essa carta para ir reconhecer o teu número e teu nome. Se você não levar essa carta, você não vai ter nada. Só isso. Mela de quê? Ah, poxa. Essa carta aqui para pegar bem até sábado, dia 20, às 14 horas. Vai mas lá na igreja Missão para receber o teu saco. Dois mãos, vai dar dois mãos, vai ficar respeito. Entendeste? Dois mãos. Fica com dois mãos. Muito bem, entendeste, né? É, menino. Esse coisa, esse carta aqui, é para pegar até dia 25. Para pegar sábado, dia 20, né? Yeah. Às 14 horas, vamos lá na igreja para buscar arroz, o saco de arroz. Para pegar bem essa carta, guarda bem, sim, até dia 20, que é sábado. Às 14 horas, dia 20, sábado, vamos lá na missão, vai nos encontrar lá. Para se pronto o prêmio, que é essa mulher. Bây giờ là số 96 mọi người nha. Đã đến đây rồi. Dạ.
Mama isso, esse papel ali, eu vou só ligar chiwa, tô pedindo essa palo. Já, cai cá nhelena, não pode perder. Já, guarda bem. Sim, sim. Ok, rồi. Já. Nha, chín sáu tháng bây giờ, chín bảy mọi người nha. Dạ. Ok, bây giờ anh em mình là đến nha, chín sáu, chín mấy bảy. Đấy. Rồi. Rồi, nói luôn đi. Dạ. Mano, essa carta é para pegar bem, para não para guardar bem até sábado. Já para não perder, guardar bem até sábado, já? Là xong chín bảy bây giờ yeah. Còn bá phiếu nào mọi người nhá. Cũng yeah. Còn bá phiếu cũng phải tìm. Đây là số 98 mọi người nhá. Anh em mình sắp hoàn thành chỉ tiêu rồi. Rồi lên đồ nói luôn, đây đang yeah. Con đang nhỏ mọi người này. Dạ. Mà nó essa carta é pegar bem até sábado, não pode perder. Tá bem, papai. Sim. Pegar bem até sábado. Tá bem, pai. Sim. Obrigado. Chỉ còn hai mục tiêu nữa. Dạ. Nhà thứ 99 nha mọi người. Rồi, bắt đầu nói luôn đi. Mama, esse papel aí, eu guarda bem até no sábado. Sim, pai. Para não perder. Sim, yeah. Obrigado. Ok. Ok nha mọi người, thì anh em mình cũng đã xong 99 hộ dân rồi nhá. Còn một hộ cuối cùng nữa, thì anh em mình cố gắng tìm nốt. Tìm nốt cuối cùng. Hộ cuối cùng nữa, để cho đủ chỉ tiêu là 100 hộ dân nghèo nhất châu Phi đấy. Nhưng mà vào được mình. Ta đi. Ta này. Yeah. Đây đã tìm được chủ nhân số 100 mọi người nha. Đây là chủ nhân của tấm thẻ cuối cùng, tấm thẻ 100. Dạ đi lấy đâu? Quan lấy thì phải mang vào guarda bè trên sábado. Dạ dạ. Dạ bạn nó về guarda bè. Rồi cái ca xin nhá. Bây giờ anh em mình hoàn thành chỉ tiêu 100 hộ nghèo ở miền núi châu Phi mọi người nhá. Anh em mình cũng là đi khảo sát và xem thực tế từng gia đình một là đã lựa chọn được, không phải lựa chọn mà đã tìm được một giá trăm hồ gia đình là nghèo khó nhất để phát cái tấm thẻ lành bài cáo quỷ đấy đến lấy gạo. Và đến hôm 20 tháng 3, hôm đó là sẽ ngay là phát gạo cho những hộ dân nghèo ở miền núi châu Phi mọi người nhé. Thì video hôm đó thì anh em mình sẽ đăng bên kênh Quang Linh Vlog cuộc sống ở châu Phi, còn tập 1 và tập 2 phần 1 phần 2 đi tìm kiếm những hộ dân nghèo thì anh em đăng bên ẩm thực châu Phi. Đấy, và còn đến hôm phát gạo sẽ đăng bên Quang Linh Vlog cuộc sống ở châu Phi, thì mọi người nhớ vào xem ủng hộ đấy. Và anh em ta đã hoàn tỷ chỉ tiêu rồi, 100 hộ đây, hoàn thành chỉ tiêu đấy, hoàn thành chỉ tiêu. Nếu đấy, và nếu mọi người muốn giúp đỡ thêm người dân nghèo khổ ở châu Phi thì có tấm lòng ấy thì anh em mình vẫn tiếp nhận đúng không, và sẽ giúp đi giúp đỡ các bạn gửi đến những cái món quà rất là nhỏ bé nhưng mà tấm lòng thì là rất rộng lớn đấy, của ích lòng nhiều sẽ gửi đến người nhân nghèo khổ ở châu Phi đúng không? Và anh em mình là mong muốn là gửi đến những cái món quà đến những người dân châu Phi là đúng một người đúng hoàn cảnh đấy, đúng người đúng hoàn cảnh, đúng người đúng hoàn cảnh nhé mọi người đấy. Và video hôm nay thì anh em mình cũng xin dừng tại đây. Mọi người thấy thì video hay và video có ý nghĩa thì hãy nhớ cho một like và nhớ chia sẻ video và đăng ký kênh ẩm thực châu Phi, nông nghiệp Việt Nam tại châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi nha. Chào các bạn. Này. Okay.